Tiếp theo là mình sẽ làm bài 22, chưa chọn console application. Next, trong này là gì? Bài 22. Ok. Đây. Trong lúc đó mình xem đề số 22, viết hàm đổi giá trị hai số, nhập vào hai số đổi giá trị của hai số, xuất hai số đó ra màn hình. Nhập vào đổi giá trị hai số là như thế nào? Giả sử như là mình nhập hai số là 4 và 5 thì mình đổi giá trị cho hai biến nó thành 5 và 4, kiểu như vậy. Như mình đã phân tích ở bài 1, muốn đổi giá trị của hai số tức là mình đưa vào hàm đó và khi trả ra thì hai số đó thay đổi, cho nên mình phải truyền vào theo kiểu là tham chiếu. Thế nào? Và mình sẽ không có giá trị trả về, chỉ đổi giá trị hai số thôi, cho nên mình định nghĩa một cái hàm mà đổi giá trị và giá trị trả về của hàm này là void. Rồi trong này tham số là hai số a và b, mình truyền vào theo kiểu là tham chiếu. Rồi thì để đổi giá trị hai số thì có nhiều cách, cách đơn giản nhất là các bạn khai báo một biến trung gian thôi, chưa? Ví dụ như a thì kem thì sẽ gán bằng a như thế nào, sau đó a sẽ gán bằng b, vì khi a mà gán bằng b thì cái giá trị của a nó sẽ bị mất đi, lúc đó mình phải lưu tạm vào trong cái biến tem đó, và b bây giờ muốn gán bằng a cũ thì phải gán qua bằng tem thôi. Đó, như vậy là mình đổi được giá trị hai số. Vì ở đây là giá trị trả về là void tức là không có gì cả nên mình không cần dùng cái lệnh return nha. Rồi đây using namespace vào cho nó dễ ha. Namespace yesterday. Đây câu lệnh của mình nó là gì? Nhập nhập giá trị a chấm phẩy c in a, sao nhập giá trị b c in b. AB mình chưa khai báo, xin lỗi nha. In a bằng 0, phẩy b bằng 0. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện cái việc là đổi giá trị của hai cái biến này, đổi giá trị a và b. Sau đó là gì? Sao xuống dòng nha, sự em là giá trị a sau khi đổi là hai chấm a sao sự em là để xuống dòng, giá trị b sau khi đổi là chấm cắt ra sự b. Rồi chạy thử nhé, năm thì các bạn thấy là nhập vào giá trị là 2, nhập vào giá trị là b là 3, thì giá trị của a sau khi thay đổi là 3. Mình đổi ngược lại mà, nên từ đây chứng tỏ rằng là gì, cái phương thức mà mình truyền vào kiểu tham chiếu đó như mình đã phân tích ở bài trước đó, thì nó sẽ giúp mình là gì, thực hiện đổi giá trị ở bên trong thì cái giá trị bên ngoài mình gọi vào nó cũng thay đổi luôn. Đó. Chú ý là cái tên tham số bạn truyền ở đây với lại cái tên biến mà bạn đặt ở ngoài này á là không có liên quan với nhau, cái y hay là gì cũng được hết ha. Nhưng mà khi mình truyền vào thì cái giá trị ở bên trong này mình đang dùng nó sẽ ở dưới cái tên mới của tham số mình truyền vô, không liên quan gì đến giá trị bên ngoài. Vì cái cách viết thức hàm cũng là một cái phương pháp lập trình giúp cho mình đóng gói lại một số cái thao tác nào đó mà không bị chi phối bởi bên ngoài, chỉ nhận giá trị truyền vào và trả về giá trị trả ra, hoặc là có thể thay đổi cái giá trị của các biến tham chiếu do mình chủ động định nghĩa, nhưng còn lại nó sẽ đóng gói. Các cái phép toán mà thực hiện bên trong thì sao, không bị ảnh hưởng ở bên ngoài và bên ngoài cũng không thể chi phối được các cái phép toán ở bên trong. Mục tiêu, một trong những cái chức năng của hàm đó là giúp cho mình đóng gói lại các cái một số thao tác, thực hiện được một cái nhiệm vụ hoặc một cái chức năng nhất định nào đó. Đó là bài 2.2 của mình.